3 dấu hiệu cho thấy ông trời đang muốn độ bạn, đừng lơ là nếu không có phúc mà không biết hưởng đấy. 1. Sẽ khiến bạn thất bại nhiều lần. Khi ông trời ban cho chúng ta thất bại, thì có nghĩa là người muốn chúng ta không ngừng trưởng thành, sửa chữa những sai lầm, bởi vì khi trải qua mưa gió mà vẫn có thể mạnh mẽ tiến bước, thì chứng minh bạn là người có thực lực, làm được việc lớn. 2. Để bạn trải nghiệm thế thái nhân tình, nếu bạn trải qua những thăng trầm trong cuộc sống, thì đó chính là chuyện tốt mà ông trời tạo ra cho bạn. Xã hội này luôn tàn nhẫn, nếu bạn không thể thích nghi thì bạn sẽ sớm bị đào thải. 3. Khiến bạn tu dưỡng đức hạnh của bản thân, nếu trong cuộc sống thực, bạn thấy xung quanh mình có nhiều người đố kỵ, gây bất lợi với bạn, thì bạn phải hiểu rằng những người này là do ông trời phái tới để thử thách bạn, nếu đức không cao bằng địa vị xã hội, thì cuối cùng cơ đồ của bạn cũng bị sụp đổ. Hãy nghe câu chuyện sau, chắc chắn nó sẽ truyền cảm hứng mạnh mẽ cho bạn. Ngô Thắng Minh sinh năm 1933, trong một gia đình giàu có, gia đình bà là một thế gia có tiếng ở Thượng Châu, Chiết Giang. Năm 2 tuổi, mẹ bà đi bước nữa, bố cũng bỏ đi Thượng Hải sống cuộc sống ăn chơi hưởng lạc, chỉ còn lại Ngô Thắng Minh và các em sống cùng ông bà nội. Khi còn nhỏ, trong khi những đứa trẻ khác còn đang ở tuổi ăn chơi, Ngô Thắng Minh lại thích ở lại cửa hàng, học cách kinh doanh buôn bán cùng ông nội. Năm 16 tuổi, do bất mãn với hôn sự mà người nhà sắp đặt, bà bỏ trốn đến Thượng Hải với 2.000 tệ trong tay, khoảng 7 triệu đồng. Một thân một mình ở Thượng Hải, không người quen biết, sớm tiền mang theo bên mình sớm đã tiêu sạch. Vì mưu sinh, bà tìm được công việc làm bảo mẫu, tuy có thể ăn no mặc ấm, nhưng đây không phải kế sách lâu dài. Sau đó, bà đến Thiệu Hưng mở một cửa hàng kinh doanh nhỏ và gặp được chàng phi công trẻ Trương Tư Nguyên. Hai người kết hôn xong liền đến Tây An làm ăn, do làm việc quá sức, bà nhiều lần bị sẩy thai, đến năm 42 tuổi mới hạ sinh được bé gái đầu long, đặt tên là Diễm Tử. Bà vô cùng thương yêu con gái của mình, luôn dành tất cả điều tuyệt vời nhất cho cô gái bé nhỏ. Năm 1977, đúng vào thời điểm cải cách mở cửa, với trực giác nhạy bén của mình, Ngô Thắng Minh mở một công ty kinh doanh. Khi ấy máy thu thanh và vải vóc vẫn còn đang khan hiếm, bà liền bán chúng đến các nơi như Tây An, Thiệu Hưng và thu được lợi nhuận gấp nhiều lần. Quy mô kinh doanh của Ngô Thắng Minh ngày càng lớn, đến năm 1984, bà mở rộng kinh doanh ra Chiết Giang, Hà Nam, Tứ Xuyên và nhiều nơi khác, sở hữu khối tài sản lên đến hàng chục triệu tệ. Thời điểm đó, nhiều người gọi bà với cái tên chị đại của bến Thượng Hải. Tuy nhiên, do bận rộn làm ăn bên ngoài, chồng bà Trương Tư Nguyên đã lén lút ngoại tình với cô bảo mẫu nhỏ, vì con gái và hạnh phúc gia đình, Ngô Thắng Minh chỉ có thể nhẫn nhịn chịu đựng. Có những lúc tham vọng giống như con mãnh thú, một khi không khống chế được sẽ rất dễ rơi xuống hố sâu. Sự nghiệp kinh doanh không thuận lợi khiến dã tâm của Ngô Thắng Minh ngày càng lớn và đi vào con đường sai trái của cuộc đời. Mùa hè năm 1985, bà lên kế hoạch buôn lậu 48 chiếc ô tô cao cấp, cùng thời điểm đó bà buôn bán phi pháp lượng vải trị giá 6 triệu tệ, tương đương 21 tỷ đồng, nhờ đó bà kiếm về tay lợi nhuận 20 triệu tệ, tương đương hơn 70 tỷ đồng. Không bao lâu sau, công ty của Ngô Thắng Minh bị điều tra, năm 1986, bà bị lĩnh án tử hình treo ở tuổi 53 và bị giam tại nhà tù Thượng Hải Tilenkiao. Không lâu sau đó, bà nhận được thư đề nghị ly hôn của chồng đến 2 lần, nhưng do đang trong tù nên cả hai không thể ly hôn. Sau đó, người chồng bội bạc đã dùng tiền của bà mua nhà, mua xe cho cô bồ nhí bảo mẫu kia, cao chạy xa bay đến An Huy và gửi con gái về nhà chú ở dưới quê. Người con gái yêu quý của bà sau đó không nhận được sự yêu thương chăm sóc, bị bố cự tuyệt, mẹ bị kết án tử hình treo, trong cơn sụp đổ và thất vọng đã chọn tự sát. 2 năm sau, Ngô Thắng Minh mới nhận được tin con gái đã mất, bà không thể chấp nhận được sự thật đau khổ này, bà đã mất tất cả. Giờ ngay cả đứa con gái là chỗ dựa tinh thần duy nhất của bà cũng đã ra đi, Ngô Thắng Minh tuyệt vọng suy sụp. Vào một buổi tối mưa bão, nhân lúc người khác không chú ý, bà lén lút lấy miếng dao nhỏ trong túi áo cắt cổ tay tự tử. May mắn quản giáo đến ngăn cản kịp thời, nói với bà di nguyện cuối cùng của con gái, được sống hạnh phúc sung sướng cùng bà như trước đây. Bà muốn hoàn thành ý nguyện đó, muốn một ngày nào đó có thể đến bên mộ con gái và nói câu, con gái à, mẹ về rồi đây. Ngô Thắng Minh lấy lại tinh thần, tích cực cải tạo, trong thời gian đó, không chỉ có được cơ hội giảm án đến 9 lần. Bà còn viết cuốn tiểu thuyết đầu tiên của cuộc đời mình, Con đường tù tội, dùng câu chuyện của chính mình để nhắc nhở và cảnh tỉnh người đời. Sau đó cuốn sách còn được dựng thành phim với tên Tội phạm và con gái, bộ phim đã lấy đi nước mắt của hàng triệu khán giả, mọi người sau đó thi nhau viết thư cổ vũ động viên Ngô Thắng Minh. Năm 2003, người đàn bà 72 tuổi cuối cùng cũng được ra tù, trở lại Trịnh Châu và bắt đầu lại với công việc quét dọn nhà vệ sinh, mỗi ngày bà thức dậy lúc 5 giờ sáng. Tuy sống trong căn phòng chật hẹp hơn chục mét vuông, với mức lương 400 tệ, khoảng 1,4 triệu đồng, nhưng bà vẫn luôn vui vẻ với cuộc sống, với công việc của mình. Tuy nhiên, nếu chỉ dựa vào thu nhập của nhân viên dọn dẹp, bà không thể hoàn thành được di nguyện của con gái. Năm 2005, bà vay mượn khắp nơi, gom được 900.000 tệ, tương đương 3,1 tỷ đồng, cùng một người bạn khác mở vườn nho, kết quả người kia ôm hết tiền bỏ trốn, chỉ còn lại bà ở lại gánh khoản nợ khổng lồ. Người bình thường trải qua những đả kích liên tục như vậy nhất định sẽ không thể gắng gượng được mà gục ngã. Nhưng với Ngô Thắng Minh, người phụ nữ không bao giờ chịu thua, bà lại mạnh mẽ lựa chọn khởi nghiệp lần thứ hai. Thực tế đã chứng minh, đã là vàng thì ở đâu cũng sẽ phát sang, người thông minh và nỗ lực có thể làm tất cả mọi thứ, chỉ trong vòng 5 năm, bà không chỉ phục sinh được vườn nho, mà còn xây dựng nó trở thành vườn sinh thái tham quan và du lịch nổi tiếng, kiếm được lợi nhuận hơn 6 triệu tệ, trên 21 tỷ đồng, đồng thời bà cũng thành lập được nhiều công ty của riêng mình. Năm 2010,
Ngô Thắng Minh được mời về làm viện trưởng của khu chung cư dành cho người già ở Tây An vì tâm nguyện của con gái. Bà giao lại công ty cho người khác quản lý, dồn hết toàn tâm toàn lực vào sự nghiệp công ích, không chỉ tự xây dựng viện dưỡng lão và thành lập quỹ từ thiện. Bà còn giúp đỡ nhiều trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh và trợ cấp cho trẻ em ở vùng nghèo khó được đến trường. Năm 2016, chồng cũ đến tìm bà mong muốn quay lại, nhưng bị bà thẳng thừng từ chối. Nhìn người chồng già yếu không người chăm sóc trước mặt, Ngô Thắng Minh lương thiện đã thu nhận ông ta vào viện dưỡng lão chăm sóc. Ngô Thắng Minh, 19 tuổi đào hôn, 50 tuổi trở thành triệu phú, 53 tuổi ngồi tù, 60 tuổi chịu tang con gái, 73 tuổi lội ngược dòng, trở thành nữ tỷ phú nổi tiếng ở tuổi 81. Hiện nay, bà không chỉ kinh doanh về mảng viện dưỡng lão, nông nghiệp, thực phẩm, nhà hàng, bà lão thời thượng này còn lấn sang các phương tiện truyền thông, livestream, quay video TikTok. Thành công đích thực là gì? Cơ hội đến bạn có lưỡng lự trì hoãn, khi gặp hoạn nạn, bạn có chìm đắm trong sợ hãi, bước vào ngõ cụt bạn làm gì để thoát ra? Có vô số câu hỏi và cũng có vô số câu trả lời xoay quanh chủ đề này, tùy thuộc vào quan niệm mỗi người. Thế nhưng, để khái quát hóa một cách chung nhất, để có một bức tranh tổng thể thú vị và dễ hiểu, mọi người có thể tìm thấy câu trả lời qua cuốn sách Yêu Can Không Gì Là Không Thể của George Matthew Adam. Nó dễ hiểu và hữu ích cho mọi lứa tuổi, giúp người đọc soi thấu về những khía cạnh của chủ đề làm nên sự thành công. Có thể xem đó như bí quyết cô đọng để bạn nghiền ngẫm và thực hành.